Ui là trời. Con Một Tesla mega của mình rần 180 còn ăn UC, hả? hai con kia Ăn được 1.000 hả? UC. Nhưng mà con xe mới kia anh quay hết 11k, mẹ bố. Thế con giáp hai này Thế em nó còn, ơi. thế nó còn ít đấy. Nếu mà chơi bản Chưa châu có Á khẩu thì đúng súng luôn. đốt tiền. Bản nào đây, bản châu Á đây, ông ấy là chơi bản Hàn Quốc, bản nó khác chứ, server khác đi. Server Server thì cũng như nhau thôi, muốn đổi qua đổi lại được. Bot bắn từ bấy giờ là Xin vào này. chí tôn rồi đấy. Mẹ. Mẹ lùa thật. Mình bắn mình mấy ông lại thức đêm cứ mẹ. Kém thế nhở? Mình em kể cả em thì trưa thì em không ngủ lên em không chịu thôi chứ còn mẹ, đêm này em không ngủ cứ thoải mái luôn. Nó quen, nó thành thói quen. Em trưa mà cứ ăn cơm xong là em phải ngủ, ngủ kiểu gì em phải ngủ. Không ngủ là mẹ mày không làm tối không làm được cái gì cả. Kiểu giấc ngủ trưa mình nó như kiểu giấc ngủ đêm ấy. Nó quen rồi. Lúc nào em 1 giờ trưa em ngủ đến 5 giờ chiều. Xe này có một thằng này, Location. chưa biết bao nhiêu người. Qua về về quarry anh Tuấn ạ. Sao anh cứ nhảy lần đấy lần nào là anh nhảy về đấy là y rằng bo đã giật về này. Ê thế thì Số 2 ăn boss không này, đây có con boss này. không có súng đã cơ chưa sao lại chưa có Sao súng trời. Ui Đây nhẹ. dồi Ôi ôi trời ơi Thôi Một để giây nó như nóc nó bốc. gạt thì cho vui. Lấy được điểm với số 2. Nhảy mới bóp bây giờ đúng rồi. Địch mẹ bọn này nó đi 4 siêu con Wookie à. Bọn này rảnh háng nhỉ. Đây có cây SKS này ở trên nhà. Cái gì nhỉ? Đây em có SKS này. Ủa mình vẫn còn súng gì trên kia nhỉ? Quên vậy nó là mini. Việc kẹt xe rõ ràng phải càng nhảy mà nhông xích không nhảy có đèn lùi cẩn thận này. Nhà nhau ôi mình đừng có thoát đây u mình là ngã thật trời. Đâu có gạt được không anh? Gạt em. Anh tưởng con boss. Mua đồ ý con bot luôn. Anh mẹ tưởng con bot Mình thế còn là không gia bắn đình gì. này vô cùng thương tiếc báo tin rồi. Ừ nha. Không sao, bắn là bắn. À, đây có bốn này cả. Đây con bot này em ơi. Giết nó, ông nó giết anh rồi. Nó có súng gì không em? Có AK em vừa lấy à? À đông butan. Lão sao chưa hề dòng cá dao. Lão sao chưa hề dòng. Em có bao nhiêu xu? Em có 14 xu. Đây ra đây mua mà 4 cái này đưa xu đi. Con màu trắng Hello Kitty. Te à, có mai que. Thôi từ từ em ạ. Đây là chúng nó vào bo nhiều lắm nhỉ. Anh em đi thẳng vào Gatka mua đồ.
ăn được AK vừa đủ luôn. Ăn cái thính kia luôn kìa. Ở đây súng này. Anh có bờ 4 đây rồi nhưng mà anh Tuấn này bán độ rồi. Anh Tuấn bán độ rồi. Anh bây giờ mỗi mình anh gánh tìm anh này để cho anh em hôm nay là quả tạ thôi. Ba đứa em nuôi nhóc bơ bơ thế này chết rồi. Hôm nay là thứ tư mẹ rồi. Đủ tiếp nhiên liệu đi em ơi. Không ai có sạc à? Có em đùa. Đi xe này êm thế nhỉ? Có xe xịn cả. Cái con xe đen đen vừa nãy lái là xe gì? Xe đấy đi cũng được. Xe đây là xe McLaren đấy mà. Chơi đây. Lấy thính lấy súng đi không? Ui giời ơi, sao tôi không có cái mũi ba hay mũi gì mà nhìn giống như mê gương thế? Rồi pass một trước ấy. Đúng rồi, đúng xe, đúng xe đồ lư hương ạ. Bố là đúng một xe máy. Xe máy giải bát hương mở rộng luôn anh ạ. Xe máy nó cũng có cái hoa văn hình đấy luôn. Ok. Em có mua M4 mà biết thì mua đi. Để cho em xin xu em mua M4. Đây là su đây. Có chiếc pad này cầm luôn này. Đây su đây. Qua cả này. Trời ơi chạy đi một phòng luôn á. Đây su đây. Ai cần mua gì không? Đây thì còn giữ ít su rồi. Đợi anh trước nha. Anh sạc cái pin kia. Ok gửi M4 này. Phớt cần mua cái cốp 8 nữa. 30 xu mới được cái cốp 8 em. Ui là trời. Số 2 còn bao nhiêu xu? Còn có 3 xu thôi. Thế không đủ à? Đây có cốp 6 nữa. Còn vứt 19 xu mua cốp 6 này. 30 xu đủ rồi đấy em ơi, mua cốc 8 đi. Đủ luôn à. Dư 4 xu. 4 xu mua nước. Mua cho anh cái phớt. Đây. Để không có phớt được. À, đây để em mua. Không có phớt đâu em ạ. 45 cái mới đủ xu. Không đủ. Nước rồi. Số 1 không cuối phớt nào. Đây. Nước. Hello nước. Bót kìa. Đây. Xu nào à? Em bố hết nước rồi mà. Trước em được cộng điểm không? Trước em được cộng 10 mấy điểm ấy. 17 điểm sao? Xăng không? Hết xăng rồi. Anh có 2 em có bình em. Thế anh bỏ ra thì em nhận em. Anh có 2 bình xăng cầm đây để anh ra anh lấy ra. Xăng
số số 4 đứng đây đi, bốn đứng nhà vệ sinh đi, có gì cover. Đi 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 em ơi. Vào đây loot tí đi. Đổ xăng đi, hết mày ăn xăng. Thế đây để em đổ xăng. Đổ một bình thôi. Ôi đây là có bình xăng nữa này. Hợp lý. Thế em đổ phun luôn. Có xe đi Nhật Thính nha, có xe đi Nhật Thính. Ok. Đâu? Thính ra này, Nhật này. Đây này. Anh không thấy. Nó vừa chạy qua. Nó chạy đi ăn cái thính vừa nãy anh ăn này. Tại chỗ đấy nó trống quá, không có chỗ nào để đứng điểm cam. Thêm này em ơi. Em đủ rồi. Có. Số 2, số 4 có gian tính ra đi. Ok. Nhà bên này có người mở cửa này. Đằng sau mình. Má AUG ạ. Mẹ, cái cây súng này. Đấy giáp 3 mũ 3 cũng được. Đứng đây đợi tí chỗ này cam được, đứng đây đợi tí. Em được mấy bạn rồi? Em được 2 kill. Xăng không? Còn một bình. Đây em đổ nốt. Bình trước mặt có người không em? Không thấy đâu anh. Đây là cookie là. Nó nằm đâu đây ạ? Khu nhà, trong khu nhà có xe kìa. À đây 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 đây. Bắn nó đi ạ. Nó có cốp gì không em? Có cốp 4 này. Có cốp 4 này không ạ? Nhìn cái nhà dưới rồi, em có ốp em nhìn đi. Vài từ có nghe xe kìa, nó ở đâu ấy? Tầng hai. Anh không thấy nó thời gian. Anh bị khuất cây. Ok, đằng sau rồi. Thôi đi em ơi, có bó đó. Thằng từ phá lốp con Bookie trên này. Chó khỏi chạy. Thank you.
nhà dưới nó mở cửa có người không? Có gì dưới kìa. Nhìn chưa? Chị nhà không biết có người không? Chắc là có người nhưng gì. Để ý kê cái tâm lên cái nhà này này. Tí lại như anh Vân này. Lên nằm im ở trên. Thật đấy chứ. Xe vào anh ơi. Cắt một. Lên tầng. Từ từ nha. Xong rồi. Bom này. Đừng lên. Thằng này là bọn này tìm khu nhà mời tư rồi. Đúng rồi, tôi xài lần luôn. Cốp 6 không? Không mẹ. Vẫn còn xe đi. À, cái xe này anh phá hai lốp rồi vẫn còn đi được. Lấy xe đi lên trên này là bắn được cả hai thằng này. Lấy xe đấy để anh kê bên này, xong rồi đi luôn. Đi đi, lấy hai người lấy xe đi. Đi đường đấy đi bên số 2 đi. Ok. Đi lên trên đồi kia là bắn được cả hai thằng luôn, nó đang đứng ở lùi đây này. Không thấy đâu. Thấy nó nằm này. Nó nằm đây này. Sau này có một thằng nữa. Đúng rồi. Anh nhìn có một thằng thôi. Thằng này nó lùi húi đây mà anh nhìn nhầm ở ngoài đấy. À cái xe máy. Xe. Đi đón anh đi bò này. Hay là nó ở đây à? Hay lúa mình mắt mũi nhìn chán thế. Sao không? Còn thoải mái. Nhưng vẫn còn bình nhé. Đấy trước mặt này. Ô bắn vào trong nhà nhá. Anh ra anh lấy cái bờ biển này. Có xe dừng luôn em, này. Em ăn đây là Huyền Anh hướng mặt trước mặt anh bên phải này. Lâm sông 50 nó làm giữa đồng này kìa. Lú lên nhìn đấy thấy đấy. Kìa. Ơ lửa đâu ấy nhỉ? Đó ngay trước mặt số 4 này. À, buổi sáng bắn dễ đây, quá không đéo bắn. Thế nào vậy, ném lửa nhỉ? Đó, cái lô cốt này là. Watch out. Bắn ốp đi em, bắn ốp cái thằng bên trái đi. Đây. Bắn đi lốc anh kia. Số 4 nó đi, cẩn thận. Ơ kìa. Cái gì ấy nhỉ? Cái từ em đứng thấp xuống bắn. Đừng để nó bắn lốc. Thấp xuống em, đừng cao thế, đứng xuống đây bắn được mà, kệ nó. Kệ nó bắn được thì bắn được, đây thằng kia nó cay ăn mất rồi. Thằng 13. Ôi là trời. M3 lốc rồi em, gạt đi em. M3 lốc ở ngoài kia gạt anh nhé. Em hồi máu. Ok. Mắc rồi, bị mắc đôi. Bắt bò lên xe này. Lên xe đi bò này. K
ca đằng sau. Ui sau có tiếng ca nữa kìa. Bắn đằng ca đi. Đi 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 đi. Em chưa thật đấy. Rồi ok lên xe em. Lên xe lên xe lên xe số 4 lên xe. Đi bộ nào. Ok. Nhanh 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 lên xe đi bộ. Anh bắn lốc ở kia nó cứu lại rồi. Sang cái lũ bên này là trong bo này. Hey, trong chung này có thằng này anh này. Mark the location. Thấy. Mình có bo rồi, cứ bình tĩnh thôi. Thằng kia bắn chết luôn à? Hay như nào? Em bắn chết luôn. Ok. Từ. Câu lết ra. Mày. Em che cái hướng bên này. Để công thằng này chứ. Từ từ em không phải công. Lấy xe chạy rồi. Nó thế xem. Đừng có nhờn với anh. Ý. Qua cứu đi. Cứu. Lấy xe công rồi mày. Mày nghĩ bọn tao bắn này gà đến mức thế à? Mày à, chứ mày. Để ý cái chỗ chốt này này. Cái thằng nó vừa bắn mình ở đấy chưa chết đâu. Bây giờ hên xui do bo hay không? Mất bo là. Mark the location. Watch out. Chỗ đây có bo này, đi sang đây với anh này. Việt anh em đứng ở đây, em với bạn này đứng ở đây cứu nhau đây, để anh lên trên kia. Xong một tăng, còn một tăng một kia đây em. Còn một tăng một bốn ở đâu em biết rồi gì? Nó vừa bắn em ấy. Biết đâu. Nó chỗ khói kìa, nó đang chạy ra ngoài à, khói đây, kìa. Đây, em thấy. Đấy, bắn bạn cuối đấy điểm đi em. Đi đâu ấy? Rồi, chỗ này này. Để em để watch out. Đừng, ôi giời ôi. Ở đây tôi đi xong rồi, không sao đâu. Đây, mọi người cover. Tôi đi sau đấy để, rồi. Phải để cho nó khát hết khói rồi mới đẩy được chứ. Rồi mình lại làm thế chết rồi. Bò nó bò trước nó mặt đây. Nó bò đâu rồi? Nó bò trước mặt thì sao? Mark the location. À đây. Nhầm. Ok. Bắn liều thế. Mình đi ba người. Bắn dễ đấy. Đéo dậy bắn. Mẹ. Bắn từ bấy giờ vào mẹ chi tôn rồi. Cái ông boss này chán thế. Bắn từ bấy giờ vào mẹ chi tôn rồi. Đéo bắn. Mẹ dễ như thế, bắn như chơi. Tối này nó lại kêu em thôi. Bắn không